À, được rồi, to Nó là lai với Phú Quốc á. à, Con chó mà có cái lằn trên lưng á. à chó đó nuôi ngon mà to không, to chưa hay cho bé nhưng mà chỗ này Nó còn bé bé, lớn hơn con này xíu. à lớn hơn chứ à. Ờ, như vậy nuôi được á, nó không có ấy. Muốn kiếm cái giống chó khác, cái con lùn kia cứ bầu bầu nữa nào là Con đưa hư cho cô con đực. hư nữa đấy. Ừ. Đừng cho đực thì nuôi thoải mái, nó không đẻ. Ờ, nó không đẻ nhưng mà nó ấy nó về là phải thích. Còn cái con cái cái giờ vừa rồi á, nó đẻ ba con mà nó đẻ bị chết hết rồi. Đào cho vô con chó nhà cô coi. Để chân thế. Rồi. Vô trong nhà phải rửa đúng không? Đây có tiền nữa không? Dạ được.